Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Xe Cỏ Hải Dương. Và trong video ngày hôm nay thì em xin được trân trọng và giới thiệu tới anh em một mẫu xe Mercedes C300. Mercedes C300 thì là dành cho những anh em nào mê tốc độ và thích cái cảm giác xe thể thao. Và đặc biệt với chiếc xe này còn vô cùng đẹp, máy số cực chất luôn và máy nguyên zin. Con này thì được các chủ xe giữ gìn xe nó quá đẹp theo thời gian từ năm 2011 đến giờ. Nhưng mà thực sự chúng ta nhìn vào chiếc xe này cứ tưởng như là đời 2021 luôn. Nhìn nó rất là mới. Và Mercedes C300, các bác có thể nhìn thấy những hệ thống body của xe nó cũng có một số những chi tiết nó khác tương đối nhiều với Mercedes C250 và C200. C300 là bản cao cấp, gần như là bản cao cấp của là Mercedes đấy. Thôi các bạn nhìn na răng của nó là na răng AMG. Na răng này là nguyên bản theo xe nhá. Đấy, một dàn lốp còn rất là dày. Và na răng phía trước này các bác nhìn từ cái phanh đĩa có đều những có cái lỗ để thông hơi. Đấy, để mà khi mà chúng ta đi tốc độ cao chúng ta đạp phanh ấy, thì cái đĩa phanh nó không bị lóng như những cái hệ thống máo phanh không có lỗ thông hơi nhá. Đó, và các bác nhìn thấy cái màu sơn của xe này, màu sơn này là màu xanh đá. Màu xe cũng khá là đẹp và cổ bô là cổ bô kép. Máy V63.0. Thưa các bạn, đấy, body của xe thì C300 nó khác, nhìn nó thể thao, nó đã có cái nét đẹp thể thao nguyên thủy nguyên bản như này rồi. Và có rất là nhiều anh em độ chiếc Mercedes C300 này lên Mercedes C63 đấy, để thỏa mãn cái đam mê đấy. Nhưng mà nói thật với anh em là con C300 này đi nó sướng thật. Nếu mà đi Mercedes C300 rồi mà chúng ta nhảy lên những cái dòng Mercedes đời 14-15 ấy, ở cửa tiền loanh quanh 5-600 ấy, có lẽ rằng C300 đời 2011 nó vẫn có cái chất chạy khá là đặc biệt và cảm xúc. Và chiếc xe này bên em chỉ bán loanh quanh ở cửa tiền nhô 300 một chút thôi. Chỉ có nhô 300 triệu đồng một chút là chúng ta có thể sở hữu được một chiếc xe mua mới lên tới. Con này mua mới phải tầm khoảng 2 tỷ, 2 tỷ 1, 2 tỷ. Bởi vì Mercedes C200 em nhớ không nhầm nó là 1 tỷ 8 rồi. Đấy, con này thì chắc phải đắt hơn tầm khoảng 200, hơn 200 triệu vào thời điểm năm 2011. Nội thất các bác nhìn từ những cái ghế da này rất mới luôn, từ những cái vô lăng này, vô lăng nguyên bản nhá, C300. Đấy, vô lăng ở dưới này nó có khúc khua, nó méo một chút ở dưới này. Đó, và con này thì xe rất là đẹp. Phải nói rất đẹp luôn, ô tô chạy được 16 vạn km. Máy số nó là nguyên zin luôn. Thảm sàn 5D đầy đủ, ghế điện 12 hướng, nhớ ghế 3 vị trí. Đó, con này option thì em giới thiệu rất nhiều rồi. Đấy, chủ yếu là chúng ta nhìn cái chất xe thôi. Rất đẹp. Đấy, đạp ga cái tốc độ từ 0 cho đến 60 cây của Mercedes C300 nó nhanh lắm, nó mạnh cực kỳ luôn, mặc dù máy 3.0 hút khí tự nhiên, chưa có turbo tu biếc gì cả. Đấy, nhưng mà đạp ga phát dướn lên luôn, cảm giác nó khác hẳn với những cái dòng xe phổ thông đời mới bây giờ chạy có độ trễ rất nhiều. Dòng này độ trễ thì cũng ít, từ 0 cho đến 60 km là đạp ga phát là dướn. Con này nếu mà vượt đi ở ngoài đường mà chúng ta thích vượt những chiếc xe ở đối diện chắc chỉ bằng nút đạp ga luôn. Và những anh em mà ngồi trên chiếc xe này em mà người lái mà đạp ga dí ga phát, có lẽ rằng tất cả những người ngồi trong xe đều có cảm giác dính lưng vào ghế luôn. Đó là cái đặc biệt của cái dòng Mercedes C300 này. Và Mercedes C200 và Mercedes C250 đều không có cái cảm xúc như vậy. Và tất cả những cái dòng Mercedes, kể cả những cái dòng Mercedes đời mới bây giờ máy 2.0 turbo cũng không có cái độ mạnh bằng máy 3.0 của đời đầu này được. Các bác nhìn này, nội thất quá mới luôn, 16 vạn nhưng mà chủ giữ gìn kiểu gì mà nội thất không khác gì những chiếc xe mà đi có 9-10 vạn đúng không ạ? 16 vạn mà không khác gì những chiếc xe mà 9-10 vạn thôi. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa? Nguyên zin nguyên bản nhé. Và C300 cái trần của nó là trần vải màu đen chứ không phải là trần màu trắng. Con này nội thất nó là tất cả đều là nội thất đen. Em đang quay clip 5 phút nữa em điện lại nhé. Đợi em chút. À, về máy của em nó thì là máy nguyên zin nguyên bản anh em ạ. Máy nguyên zin nguyên bản luôn. Đăng kiểm còn đến tháng 1 năm 2025. Gương tiếp trên xi nhan, được chưa? Na răng đẹp chưa? Cảm biến chống va chạm phía trước với sau đầy đủ hết rồi nhá. Máy con này chất lắm. Đây em sẽ lổ máy lên cho các bác cùng xem luôn. Cái phần cốp ở phía sau ấy.
Tất cả của nó là còn nguyên nỉ hết. Và kể cả gầm mẹ cũng còn rất là đẹp. Gầm này bọn em còn chưa có tẩy gầm gì nhá. Gầm để nguyên bản vậy luôn. Đây, lốp sơ cua dự phòng, mọi thứ kích thước là đầy đủ hết. Đấy, đóng cốp chắc lịch, đóng phịch cả luôn. Hơn 300 triệu đồng một chút. Cảm xúc đi mẹ. Đời đầu này thì khó quên luôn. Có lẫy số thể thao sau vô lăng này. Mẹ C300 là mới có nhá. À, chìa khóa thì chỉ cần vặn một cái là buông tay nó tự lổ. Vặn một phát buông tay tự lổ luôn. Máy nổ thì cực êm. Máy Mercedes 300 nổ lúc nào nó cũng êm hơn. Và cách âm cảm giác nó êm hơn rất nhiều so với mẹ máy chấm 8 nhé. Bởi vì nguyên lý của những cái dòng xe máy chấm to ấy. À, mới đây em mở này ra để em soi ốc này. Ốc của này nó còn quá zin luôn. Nè. Đấy, độc trắng tinh. Máy mã máy đẹp chưa, cái da máy nó đẹp, nó khô. Ốc tiếc nó sắc lét, nó chưa có những cái vết cựa làm lại. Máy nó zin nhiều hơn là đụng chạm clay mỏ lết vào. Đấy, bác nào mà thích kiểu như zin nhiều thì chơi con này. Chấm đỏ, chấm xanh, chấm vàng nguyên bản nhà sản xuất là cực kỳ nhiều luôn, kín luôn. Đây, kể cả những con ốc này là ốc này này. Là nguyên chấm nhà sản xuất luôn. Đấy, chỉ có màu đỏ và màu trắng thôi nhá. Đặc trưng dấu chấm của nhà sản xuất của Mercedes. Đấy các bác thấy không? Cái này đóng lại này. Đấy. Giảng bệ mọi thứ nguyên bản hết. Cam kết với anh em xe không tai nạn, đâm đụng và không ngập nước. Máy số chất luôn. Và đặc biệt là máy nguyên zin, nội thất nguyên bản luôn. Đấy, bác nào mà quan tâm đến chiếc mạch C300 đời 2011 này của em thì các bác có thể nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em Minh qua số điện thoại là 0852 555 555 và kết nối qua số Zalo để em gửi hình ảnh chi tiết và giấy tờ xe cho các bác cùng xem nhé. Con này hồ sơ bên em đã rút rồi, bác nào mua chiếc xe này về là các bác chỉ việc gọi là ra tên thôi, thủ tục chúng ta không cần phải chờ đợi thời gian nhiều ngày để rút hồ sơ nữa. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video và những mẫu xe tiếp theo. Anh em nào có nhu cầu mà muốn bán xe lên đời hoặc có nhu cầu muốn trao đổi xe thì cũng có thể liên hệ với em nhé.